Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vì sao danh hài Hoài Linh vắng mặt ở hàng loạt game show truyền hình ăn khách? Nhiều năm qua, Hoài Linh là danh hài được yêu thích bậc nhất với lối diễn duyên dáng, gần gũi. Tên của anh là bảo chứng để bán vé sân khấu, cũng như thu hút khán giả trong các chương trình truyền hình. Nam danh hài từng góp phần tạo nên thành công cho các game show như Người Bí Ẩn, Ân Rời Cậu Đây Rồi, Gương Mặt Thân Quen. Từ năm 2015 đến năm 2017, cái tên Hoài Linh phủ sóng các chương trình truyền hình. Khi đó, 7 ngày trong tuần, khán giả có thể gặp anh trong 8 đến 10 game show ở các vai trò khác nhau từ giám khảo, chủ trì, MC. Hoài Linh ghi điểm nhờ sự hoạt ngôn và khiếu hài hước. Với thân hình mảnh khảnh, ăn uống đạm bạc, nhưng với tốc độ chạy show đến chóng mặt, danh hài thường bị khan tiếng, nhập viện truyền nước biển. Khán giả của Hoài Linh nhiều lần xót xa chứng kiến thần tượng kiệt sức vì làm việc, ăn uống hoặc ngủ tạm bợ trong hậu trường. Phủ sóng khắp các kênh truyền hình, những cát xê cao hàng đầu, khi ấy Hoài Linh là ngôi sao khó có thể thay thế. Tên tuổi anh đảm bảo lượng rating cho chương trình trong giai đoạn bùng nổ game show. Dù vậy, không ít người cũng phàn nàn khi nam danh hài xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình. Đáp lại những ý kiến trái chiều đó, Hoài Linh bình tĩnh khẳng định: "Tôi đã xác định mình phải kiếm tiền để làm nhà tổ thì cứ quyết tâm làm. Ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Mỗi người có một niềm tin, mục tiêu sống khác nhau." Và khi tâm nguyện đã hoàn thành, 2 năm qua, Hoài Linh vắng bóng dần trên truyền hình. Nếu năm 2018, khán giả gặp danh hài trong Người Bí Ẩn, Ân Rời Cậu Đây Rồi, Gương Mặt Thân Quen. Đến năm 2019, những show đình đám nhất như Ân Rời Cậu Đây Rồi, Hoài Linh cũng không nhận lời. Sự thiếu vắng của Hoài Linh ở vị trí giám khảo của Ân Rời mùa 6 khiến không ít khán giả tiếc nuối. Qua 4 tập phát sóng, dù chương trình vẫn có sự đông đủ của các trưởng phòng như Trấn Thành, Trường Giang, Tự Long, Lâm Vĩ Dạ, nhiều người vẫn nhắc đến Hoài Linh. "Hãy trả Hoài Linh về, chú Hoài Linh hãy trở lại làm giám khảo Ân Rời đi. Xem Ân Rời mà vắng Hoài Linh thấy thiếu thiếu." Đó là những bình luận của khán giả để lại sau mỗi tập phát sóng. Không mời được Hoài Linh, nhà sản xuất buộc phải thay đổi kịch bản của chương trình. Theo đó, thay thế Hoài Linh bấm chuông nhận xét phần thi là Xuân Bắc. Vì quyết định ai giành cúp lại thuộc về quyền bình chọn của khán giả. Do đó, phía đơn vị sản xuất khẳng định Xuân Bắc không thay thế vị trí của Hoài Linh. Nói về sự vắng mặt của nam danh hài sau 5 mùa phát sóng, đại diện nhà sản xuất cho biết mối quan hệ của họ và Hoài Linh vẫn tốt đẹp. Phía sản xuất đã mời anh Hoài Linh nhưng anh không thể sắp xếp được thời gian để quay cho mùa này. Về phía Hoài Linh, trong một bài phỏng vấn mới, anh cho hay khi hoàn thành tâm nguyện, với đền phủ xong rồi, anh không cần phải lao vào kiếm tiền như trước. Anh cũng cảm thấy bản thân không còn trẻ nên cần dừng lại, nhưng cơ hội cho các em nhỏ làm chương trình. Tuy nhiên, chương trình nào có ý nghĩa, nhân văn hoặc sắp xếp được tôi vẫn tham gia, anh nói. Danh hài thú nhận niềm vui hiện tại của anh là làm những công việc tâm linh liên quan đến đền phủ. Mỗi ngày anh tưới cây, nhặt cỏ ở nhà thờ tổ, ăn cơm cá kho. Tôi đơn giản lắm, với người khác có thể nhàm chán. Hằng ngày niềm vui của tôi là tưới cây, nhặt cỏ ở đền phủ, Hoài Linh cho hay. Một người bạn của nam danh hài cho rằng hiện tại anh sống với tâm thế nhẹ nhàng, không áp lực tiền bạc, bởi nhà thờ đã hoàn thành, con trai Thành Vinh đã tốt nghiệp, có việc làm tốt ở Mỹ. Ngoài ra, ba mẹ anh cũng có cuộc sống vui vẻ ở Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.